Bên cạnh sự tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh của các chợ trên địa bàn thành phố, một số chợ đã có tình trạng lơi lỏng trong việc kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ghi nhận của phóng viên tại chợ Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà trong sáng nay. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba thành phố Đà Nẵng chuyển trạng thái áp dụng phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong đó, việc đi chợ của người dân vẫn phải tuân thủ theo quy định, đi chợ phải có thẻ theo tần suất 3 ngày một lần. Tuy nhiên thì ngay từ sáng sớm, theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi, thì đã có cái tình trạng chủ quan cũng như nới lỏng trong các công tác phòng chống dịch COVID. Sau đây là những hình ảnh chi tiết. Chợ Nại Hiên Đông từ sáng sớm. Người dân đi vào chợ không được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và thậm chí có nhiều trường hợp không xuất trình thẻ vào chợ. Tối nay vào cũng không xuất trình thẻ vì tôi đi có mua có nửa ký. Cái là lẽ ra là họ đã ra đây họ đứng rồi, mà họ không làm cái là lỗi của họ. Thì cái này trực tiếp phường phải có cái trách nhiệm. Trước là có cái bảng cái đưa tay vô là nước nó tự chảy ra. Rồi còn khẩu trang đồ đo thân nhiệt có hết, mà sáng nay thì thấy không có. Chợ, siêu thị là nơi tập trung đông người, diễn ra hoạt động mua bán, trao đổi, tiếp xúc trực tiếp, tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan dịch bệnh. Người dân cần nghiêm túc chấp hành công tác phòng chống dịch tại chợ để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh. Mình phải cố gắng là mình bảo vệ là chung với nhau chứ không phải là chỉ riêng ai. Mọi người hãy cố gắng mà chung tay vào để mà phòng chống dịch. Thành phố Đà Nẵng trải qua 7 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng. Thế nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 như hiện nay, các địa phương và nhất là ban quản lý các chợ cần vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa nhằm thực hiện triệt để, có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại chợ, góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho người dân và sự an toàn của cộng đồng.